Rồi, có 18 cây rồi. Lấy con rồi lấy chim luôn. Hello hello, xin chào mọi người quay lại với Vua Hai Hen. Thì hôm nay mình sẽ làm một video, đó chính là mình sẽ unbox 20 cái loa mới 100% JBL Go 4 trị giá 1.090.000. Go 4 mới hết nha. Đây, nguyên siêu chính hãng, có tem đàng hoàng hết. Bây giờ mình sẽ unbox ra toàn bộ 20 cái con loa này và mình sẽ connect Auracast 20 con này coi như thế nào nha các bạn. Go 4 thì chắc hẳn ai cũng biết rồi, một chiếc loa nhỏ gọn mà rất là chất lượng luôn nha cả nhà. Màu đỏ, màu xanh, màu đen là nhiều nhất. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc ra từng con. Thì con này là cái con demo bên tiệm mình bóc rồi không nói nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bóc ra trước nha các bạn. JBL Go 4 nha, một cái, hai siêu, ba siêu, quá chỉ đã luôn các bạn nha, bốn siêu. Mình sẽ khui xong mình sẽ để sẵn ở đây, mình sẽ bóc ra sau nha. Màu xanh nha các bạn, một cái, cái tiếng này, cái tiếng khui nè. Rồi, ở đây tất cả cái siêu mà mình đã bóc ra từ 19 con. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu khui ra trình tự từng con nha các bạn. Rồi, màu đỏ trước, cùng màu với mấy màu khác màu đỏ. Trời ơi, mới rã gì đâu. Sao cô xin mà còn dính. Ôi là 3, 4 là 7. 7 với 4 11. Ủa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ủa sao 18 rồi ta? Ủa rớt đâu không? Nghe cái đếm phiếu rồi ta. Xua rồi xua. Lấy con demo bến tia đao rồi 19 nữa, lấy giờ lấy con clip 5 vô nữa nó cũng hơi kỳ kỳ. Được, cầu đó là không được thôi, 19 cây thôi, lấy con clip 5 vô cho đủ 20 ra cắt đi để làm đủ kia. Rồi bây giờ mình sẽ sắp lại và sau đó mình sẽ connect vô nha các bạn. Rồi ok, xương xương cũng đã xếp xong nha các bạn, 20 cây đủ để làm Auracast. Giờ có một con lẻ clip 5 thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn lên thử con nét vô mở nguồn. Rồi, Auracast, giờ bấm tích, bây giờ lấy cái điện thoại nãy anh vô trước. Còn trời ơi,
Má ơi, khủng hoảng Go 4 các bạn. Khủng hoảng Go 4. Quá trời quá đất luôn, Go 4 à, khủng hoảng luôn. Rồi, mình sẽ lấy con này ra để con nét nha. Mẹ bà nó, giờ không biết con nào đâu. Giờ nguyên vàng này không biết con nào. À, lấy con clip nam đi, Các bạn thông cảm nha. Phải có một em khác biệt. Giờ lấy clip nam thôi chứ bây giờ nguyên vàng này toàn Go không bấm. Thì bấm đại thì chắc chắn sẽ trúng một cây đó. Cho lấy clip nam cũng được. Rồi. Bây giờ bấm Auracat cho anh nha. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu tôi sẽ bắt đầu test thử cho cả nhà luôn, coi như thế nào nha. Cho anh em xem nãy giờ đó. Bây giờ anh sẽ đổi qua anh connect với Go 4 coi. Bỏ qua cái 5 đi. Nó làm sao quá. Bây giờ sẽ lên con màu đỏ này nha. Nó làm sao ha, không hiểu lắm. Bây giờ thử tắt nguồn hết đi. Tắt nguồn hết. Rồi bây giờ á, mình sẽ vô từng con. Bây giờ con này anh connect ra nè, anh bấm nút Auracat, tắt từ từ, tắt vô. Nó không có đồng bộ volume nha, phải chỉnh riêng nha. Một con nè, rồi vũ là như vậy, vũ vậy. Thank you.
Mọi người, thì mình đã làm xong cái video là con Connect 20 cây JBL Go 4. Có lẽ một cây là con clip 5 là tại vì do là mình thiếu, nếu không có đủ. Thì Connect qua Aracast thì các bạn thấy được cái độ phát rất là ok luôn. Âm thanh đều, không bị trễ. Có lúc đầu á là mình bấm sẵn Aracast, khi mà mình connect xong thì nó sẽ không có tự động nha. Có nghĩa là mình phải connect với một con chủ trước và những cái con sau, sau đó mình mới khởi động nguồn và bấm Aracast thì nó sẽ vô theo trình tự. Chứ bạn mở một lúc như thế thì nó sẽ bị loát, lắc. Hồi nãy mình cũng thử như vậy nhưng mà không được nha các bạn. Ok, thì cái JBL Go 4 mà connect 20 cây này mình sẽ làm thêm một cái video nữa để mà ở ngoài trời sắp hàng dọc coi nó sẽ như thế nào luôn nha các bạn. Thì qua video này mình thấy được là JBL bây giờ họ làm cái việc mà connect plus rất là nhiều so với lại ngày trước là cái thời mà Onyx 4 với lại Boombox 1 các bạn. Ok. Và càng về sau á họ lại cắt bớt đi, có nghĩa là những cái model đời họ sẽ không hỗ trợ nữa. Ví dụ clip 4 đâu có được, Go 3 cũng không được, mà bây giờ con Go 4 được, clip 5 được, tất cả mọi thứ đều vô được, rất là hay. Mình rất thích cái tính năng đó. Thì bây giờ mình sẽ làm thêm một video nữa là mình sẽ connect tất cả các loa JBL, connect tất cả các loa có Aracast tại tiệm. Thì cái video đó các bạn đón xem video sau nữa nha. Ok, video này kết thúc. Cảm ơn đã xem video.